Thì điện tạo độ mặn cho đồ ăn. Thì muối điện, một phát minh mới của Nhật Bản dành cho những người muốn giảm lượng muối ăn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các nhà nghiên cứu tin rằng chiếc thìa được làm bằng nhựa và kim loại này có khả năng khuyến khích một lối sống lành mạnh hơn. Tại Nhật Bản, người trưởng thành tiêu thụ trung bình khoảng 10 gram muối mỗi ngày, gấp đôi lượng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Lượng natri dư thừa là một trong những nguy cơ dẫn đến cao huyết áp, đột quỵ và nhiều bệnh lý khác. Theo một cuộc khảo sát của các nhà sản xuất vào năm 2021, những người cố gắng hạn chế ăn muối thường phàn nàn rằng thức ăn trở nên vô vị. Thì muối điện hoạt động bằng cách truyền một dòng điện rất nhỏ qua đầu thiết bị để tập trung các phân tử ion natri trên lưỡi. Hiện tượng này làm tăng độ mặn của thực phẩm lên gấp rưỡi. Công ty này hiện đang chuyển nhiều hơn sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thay vì hoạt động kinh doanh bia truyền thống như trước đây. Thiết bị này được đồng phát triển bởi giáo sư Homi Miyashita của Đại học Meiji, người trước đây đã phát minh phiên bản nguyên mẫu của đũa điện có khả năng tăng cường vị giác. Ông đã đoạt được giải Nobel dinh dưỡng vào năm ngoái. Chiếc thìa này nặng 60 gram và chạy bằng pin lithium, có thể sạc lại. Kirin cho biết người dùng có thể tùy thích chọn cường độ từ 4 cấp độ khác nhau. Hiện 200 mặt hàng này sẽ được bán trực tuyến với giá 19.800 yên, tương đương 3,2 triệu Việt Nam đồng. Và sau đó sẽ xuất hiện giới hạn tại một số nhà bán lẻ Nhật Bản trong tháng này. Tuy nhiên, công ty hy vọng sẽ có 1 triệu người dùng trên toàn thế giới trong vòng 5 năm tới. Nhật Bản có nền văn hóa ẩm thực thiên về vị mặn. Nhà nghiên cứu Ashita của Kirin cho biết, người Nhật nói chung cần giảm lượng muối ăn, nhưng họ khó có thể từ bỏ những món ăn quen thuộc. Đó là lý do khiến chúng tôi phát triển chiếc thìa điện này.